những gia đình, bao nhiêu cô huynh chương trình gặp cha. Đường chân thầm xa, Chúa hỡi giúp con theo chân Cha này. Theo người Cha đường, con lê bước chân qua một đường trần. Theo người Cha yêu, con ngồi lặng lo, con sống sống sống. Người đã mang đến tổ như người.
Chúa Giêsu cùng các môn đệ sang bên kia suối Cê-rôn. Ở đây có một khu vườn, người vào đó với các môn đệ. Giu-đa tên Phàng-bội đã biết rõ nơi ấy, vì Chúa Giêsu thường đưa các môn đệ tới đó hội họp. Vậy Giu-đa dâng đội binh và lính gác, do ca thường tê và biệt phái cầm cho. Chúng đến đây mang theo đèn đuốc và có khi Chúa Giêsu đã biết trước mọi việc sẽ xảy đến. Người tiếng ra và hỏi chúng rằng: các ngươi tìm ai? Chúng thừa rằng: tìm Giêsu Nazareth. Người bảo chúng rằng: chính là ta đây. Giu-đa tên Phàng-bội cũng đứng đây với chúng. Người vừa nói chính là ta đây thì chúng lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng một lần nữa rằng: các ngươi tìm ai? Chúng thừa rằng: tìm Giêsu Nazareth. Người liền đáp lại rằng: ta đã bảo các ngươi rằng chính là ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm ta thì hãy để những người này đi. Như thế là trọn lời đã nói trong nhân kẻ cha đã ủy cho con. Con không làm mừng người nào. Bây giờ Simon Phêrô sang thân gươm, liền run ra đân tên đầy tớ vị thượng tế và chém đứng một bên tai phải. Đầy tớ ấy tên là Man-cô. Nhân Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng: hãy xỏ gươm vào vỏ, ta không muốn chén cha ta đã ban cho ta sao? Bây giờ đội binh, viên quan chức và lính gác của người Do Thái băng trói người và trương hên điều người đến nhà Anna, vì ông này là nhạt phụ ông Cai-pha làm thượng tế năm ấy. Chính Cai-pha đã dùng mi kiên này cho người Do Thái, một người trên cho cả dân được nhờ. Nhưng Simon Phêrô và môn đệ khác vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ này quen biên vị thượng tế nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế. Còn Phêrô thì ở lại gần cửa. Môn đệ khác vì quen biết vị thượng tế nên ra nói với đứa giữ cửa và dâng Phêrô vào. Đứa tờ gai giữ cửa liền bảo Phêrô: chính ông có phải là môn đệ người này không? Phêrô đáp rằng: không phải.
bọn đầy tớ và lính gác đã nhóm một đống lửa. Họ đứng đây mà sửa hy vì trời lành. Phêrô cùng ở đây sưởi với họ, vì thường tê hỏi Chúa Giêsu về các môn đệ và giáo lý của người. Người đáp lại rằng: Tôi đã giảng công khai cho mọi người, tôi đã luôn luôn giảng trong các hội quan và đền thờ, nơi mọi người Do Thái họp nhau. Tôi không nói gì bí mật cả, sao lại hỏi tôi? Hãy hỏi những kẻ nghe tôi nói, họ biết tôi nói những gì. Nghe nói thế, một tên lính gác đứng ở đó và người môn cai nói rằng: Người giang trả lời vì thường tế như vậy sao? Người liền đáp lại rằng: Nếu tôi nói sai thì hãy tỏ ra sai ở chỗ nào? Nếu tôi nói phải thì sao lại đánh tôi? Bây giờ Anna để người bị trói mà dẫn tới thượng tế Caipha. Phêrô vâng ở đây sưởi. Có người hỏi Phêrô rằng: Cả ông nữa, có phải ông cũng là môn đệ Giêsu? Phêrô chối rằng: Không phải đâu. Một tên đầy tớ vì thường tê có họ với người đầy tớ bị Phêrô chém đứng tay, bảo Phêrô rằng: Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn với ông ấy sao? Một lần nữa Phêrô lại trôi và tớ thì gà liền gáy. Bây giờ họ điều người từ nhà Caipha đến cùng đường. Trời đã sáng, người Do Thái không vào cung đường vì sợ nhớ bẩn và không thể ăn mừng lễ vượt qua đường. Vậy Phi-la-tô phải ra ngoài đón họ và hỏi rằng: Các ngươi tố cáo người này về tội chi? Chúng đáp lại rằng: Nếu nó chẳng phải là tên gian phi thì chúng tôi chẳng lột cho ngài. Phi-la-tô bảo Chúa rằng: Các ngươi hãy đem đi mà xử theo hiến pháp của các ngươi. Dân Do Thái đáp lại rằng: Chúng tôi không có phép kinh án xử tử ai. Như thế là ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói: Người sẽ phải chết cần. Phi-la-tô liền vào trong cung đường, gọi Chúa Giêsu vào hỏi người rằng: Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp rằng: Từ y quan nói điều ấy, hay là quan đã nghe ai nói về tôi? Phi-la-tô trả lời rằng: Tôi có phải là người Do Thái đâu, nhưng người trong nương ông và các vị thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm chi? Chúa Giêsu đáp rằng: Nước tôi chẳng thuộc về thế gian này. Giá như nước tôi thuộc về thế gian này thì quân đội của tôi đã chiến đấu để tôi thoát khỏi tay người Do Thái. Nhưng không,
nước tôi không thuộc về thế gian này. Bây giờ Phi-la-tô hỏi người rằng: ông là vua sao? Chúa Giê-xu đáp lại rằng: phải, tôi là vua. Vì thế tôi đã sinh ra và đã xuống thế gian là để làm chứng cho sự thật. Ai hâm mộ sự thật thì nghe tôi. Phi-la-tô lại hỏi rằng: sự thật là gì? Nói thế rồi, Phi-la-tô lại ra bảo dân Do Thái rằng: ta không thấy người này có điều gì đáng lên án, nhưng trong dịp lễ vườn qua vẫn có lệ tha một người. Vậy các ngươi có muốn ta tha vua dân Do Thái cho các ngươi không? Bây giờ chúng kêu lên rằng: không, nhân xin tha Ba-ra-ba. Ba-ra-ba là một tên trộm cướp. Phi-la-tô lại truyền điều Chúa Giê-xu đến và cho hành hạ người. Bọn lính bên một vòng gai đặt trên đầu người và quan cho người một áo đỏ. Chúng đến gần người nói rằng: rồi chúng và mặc người. Phi-la-tô trở lại và bảo dân rằng: các ngươi hãy coi, ta dẫn người này ra ngoài để các ngươi biết ta không thấy nơi người này một lý do nào để lên án. Vậy Chúa Giê-xu đi ra, đầu còn đội vòng gai và mình còn khoác áo đỏ. Phi-la-tô bảo rằng: này là người. Cả thượng tế và lính gác hay người liền kêu lên rằng: hãy đóng kinh báo thơ ước giơ. Hãy đóng kinh báo thơ ước giơ. Phi-la-tô bảo chúng rằng: các ngươi đi ăn đi mà đóng đinh. Còn ta không thấy người này có tội gì mà lên án. Dân Do Thái trả lời rằng: chúng tôi có luôn và cứ theo luôn ấy thì nó phải chết, vì nó đã tự xưng là con Thiên Chúa. Nghe vậy Phi-la-tô càng thêm sợ hãi. Ông lại vào cung điện hỏi Chúa Giê-xu rằng: quê ông ở đâu? Nhưng Chúa Giê-xu không đáp lại lời nào. Bây giờ Phi-la-tô bảo người rằng: ông không trả lời cho tôi hay sao? Ông không biết tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ở trên thập giá. Chúa Giê-xu đáp rằng: nếu từ trên chẳng ban cho ông thì ông chẳng có quyền gì đối với tôi. Vì thế kẻ nộp tôi cho ông thì nặng tội hơn ông. Từ đó Phi-la-tô tìm cân để tha Chúa Giê-xu, nhưng dân Do Thái lại kêu lên rằng: nếu ông tha nó thì ông không phải là kẻ kia thiên của hoàng đế. Ai tự xưng là vua, tức là kẻ thù của vua. Nghe lời ấy, Phi-la-tô truyền đưa Chúa Giê-xu ra ngoài.
ông ngồi trên tòa cao gọi là Ly Tho Trô Tô, tiếng Do Thái gọi là Gáp Bà Na. Hôm đó là ngày am lễ vườn qua, vào khoảng 12 giờ trưa, Phi La Tô bảo dân Do Thái rằng: đây là vua các ngươi. Chúng đáp lại rằng: đến đi, đến đi, đóng kinh nó vào thơm xa. Phi La Tô trả lời rằng: giết vua các ngươi sao? Ca Thường Tê đáp lại rằng: chúng tôi chỉ có một quan đề là sư xa đến. Rồi Phi La Tô trao người cho chúng đem đi đông đinh. Chúng điều người đi, người phải vang lấy thầm giá tiếng về một nơi gọi là núi Sò, tiếng Do Thái gọi là Gôn Gô Tha. Ở đó chúng đông đến người trên thầm giá cùng với hai người khác, mỗi người một bên, Chúa Giêsu ở giữa. Phi La Tô thảo một bảng án và truyền đóng trên thầm giá. Bảng án ấy ghi rằng: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Có nhiều người Do Thái đồng bàng án ngay vì nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh ở gần thần. Bàng án ngay lại được viết bằng tiếng Hy Ba, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Vậy Ca Thường Tê Do Thái đến thưa Phi La Tô rằng: Phi La Tô đáp lại rằng: điều ta đã biết là biết. Đông đến Chúa Giêsu, rồi chúng lấy áo người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Chúng lấy cả áo lót, nhưng áo lót không có đường mấy, và là tấm nguyên từ trên xuống dưới. Chúng liền báo nhau rằng: đừng xe đó, nhưng thiên đường không xe ai được. Như thế là trọn lời kinh thánh rằng: chúng đã chia nhau áo và rút thăm áo lót, và quân lính đã làm như vậy. Đứng gần thầm giá Chúa Giêsu thì có mẹ người, bà Maria Cleopa là chị em với mẹ người, và Maria Magdalena thấy mẹ người, và bên cạnh có môn đệ người yêu. Chúa Giêsu thưa mẹ rằng: thưa bà, đây là con bà. Rồi người bảo môn đệ rằng: đây là mẹ con. Và từ lúc đó môn đệ đưa mẹ người về nhà mình. Chúa Giêsu biết từ nay mọi sự đã hoàn tất, và để trọn lời sanh thánh, người nói rằng: ta kha. Ở đây có một bình đầy dấm, người ta liền lấy miếng bọc bề thấm dấm chua, rồi buồn vào muôi đồng mà đưa lên cho người. Nêm một chút dấm, đoạn Chúa Giêsu nói rằng: mọi sự đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống tặng.
Xin mời đứng. Là ngày ám lễ và không muốn để xa trên thầm ra ngày sa ban, vì là ngày đại lễ. Người Do Thái xin Phi-la-tô cho đánh dầm ống chứng những người bị tử hình và tháo sang xuống bọn linh liền đến đánh dầm ống chứng người thứ nhân rồi người thứ hai, cả hai bị đóng đinh với người đến gần Chúa Giê-xu thay người đã chết. Chúng không đánh dầm ống chứng người nữa, nhưng có một tên linh lay ngọn mang mà đâm vào cần sườn, từng thì nước và máu chảy ra. Kẻ đã xem thay việc này đã làm chứng, và chứng của người thì thật, và người ấy biết rằng mình đã nói thật để anh em cùng tin. Mọi việc đó xảy ra để trọn lời kinh thánh rằng người ta chẳng đánh dầm cái xương nào của người, và lời này rằng chúng nhìn xem người chúng đã đâm. Kế đó Giuse Arimathea, một môn đệ của Chúa Giêsu nhưng là môn đệ trong bóng tối, vì sợ người Do Thái đến xin Phi-la-tô cho thao sát Chúa Giê-xu xuống. Phi-la-tô cho phép ông liền đến và cân sạc người. Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trươn kia đã đến gặp Chúa Giê-xu ban đêm. Ông mang một bình trộn dầu và thua thơm đồ trăm cân. Họ hạ san Chúa Giê-xu xuống, thân xuống thơm và liệm trong khăn theo canh thân người Do Thái thường làm. Ở chỗ Chúa Giê-xu bị đóng đinh có một thừa vườn, và trong vườn ấy có một ngôi mộ còn mới chưa chôn cưng người nào, vì là ngày giòn lễ của người Do Thái. Và vì ngôi mộ ấy rất gần nên họ an táng người ở đó. Mời cộng đoàn ngồi. Thank you.
bàn tay.